Senegal và Zimbabwe có kết quả không đều sau 90 phút chính thức, nhưng đó không phải kết quả chung cuộc. Đội mạnh hơn đã giành chiến thắng kịch tính với người hùng quen mặt Sadio Mane. Ở phút bù giờ thứ 7, Mazraoui đã chạm bóng trong vòng cấm và trọng tài xác định penalty cho Senegal. Từ khoảng cách 11m, tiền đạo của Liverpool không mắc bất kỳ sai lầm nào, qua đó mang về 3 điểm cho bàn sư tử Teranga. Trận đấu quân tương đối nhọc nhằn, Senegal vẫn hoàn thành được mục tiêu 3 điểm. Chuyển sang trận đấu giữa Manchester United và Aston Villa thuộc vòng 3 FA Cup, Man United ra sân với đội hình chất lượng, nhưng Ronaldo và Sancho đều không có mặt. Với quyết tâm đòi lại món nợ thua Aston Villa ở Premier League, Man United đã dùng đến đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phần thưởng đến với họ bằng pha làm bàn duy nhất của Scott McTominay. Bàn thắng này cũng giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Với kết quả này, Man United sẽ chạm trán với Middlesbrough tại vòng 4 FA Cup. Barcelona bất ngờ thông báo gia hạn hợp đồng với Samuel Umtiti đến tháng 6 năm 2026. Trong thông báo của mình, đội chủ sân Camp Nou cho biết Umtiti chấp nhận giảm một phần mức lương đang nhận trong một năm rưỡi theo giao kèo cũ. Nhờ quyết định của cựu cầu thủ Lyon, Barcelona đã đăng ký thi đấu thành công cho tân binh Ferran Torres. Ngoài ra, Barcelona còn gửi lời cảm ơn đến Umtiti vì đã giúp đội nhà vượt qua khó khăn tài chính. Trước đó, trung vệ 28 tuổi là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất ở Barcelona. Việc Barcelona gia hạn với Umtiti là một bất ngờ lớn khi họ luôn tìm cách thanh lý hậu vệ người Pháp trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Theo Sky, thay vì tới Chelsea như đồn đoán, Lucas Digne sẽ gia nhập Aston Villa vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hậu vệ người Pháp đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Dự kiến, Villa sẽ phải chi khoảng 20-25 triệu bảng để có được chữ ký của hậu vệ người Pháp. Theo tiết lộ từ chính Rafael Benitez, Lucas Digne đã bày tỏ mong muốn chia tay Everton trong tháng 1. Bởi thương vụ này, Aston Villa đã thể hiện tham vọng lớn như thời kỳ của Steven Gerrard. Nếu không có gì thay đổi, Digne sẽ là tân binh thứ hai của Villa trong tháng này. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công Philippe Coutinho dưới dạng cho mượn. Barcelona và Real Madrid đã công bố danh sách đăng ký cho trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha tại Ả Rập Saudi diễn ra vào ngày thứ năm tới. Phía Barcelona, Xavi có trong tay gần như những cầu thủ tốt nhất. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Ansu Fati, Ronald Araujo và Frankie De Jong. Ngoài bộ ba này, Barcelona còn có thể có sự phục vụ của Pedri và Ferran Torres, cả hai đang cách ly vì Covid-19. Tương tự đối thủ, Real Madrid cũng chào đón sự trở lại của Dani Carvajal và Luka Jovic. Hai sự vắng mặt đáng chú ý nhất của Real Madrid là Gareth Bale và Mariano Diaz. Như vậy, Carlo Ancelotti có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu gặp Barcelona. Tờ Bola của Indonesia khẳng định Mesut Ozil đã đạt thỏa thuận gia nhập Raja Cilegon. Câu lạc bộ vừa thăng hạng giải vô địch quốc gia xứ vàng đỏ. Việc cựu tiền vệ Arsenal và Real Madrid gia nhập giải vô địch bóng đá Indonesia không chỉ là tin đồn. Mesut Ozil đã đồng ý chuyển đến thi đấu ở Liga 1 vào mùa giải 2022. Các bên đã đạt thỏa thuận chính thức và chỉ chờ ngày công bố. Ngoài bài viết của tờ Bola, tờ AS của Tây Ban Nha cho biết Mesut Ozil cũng đang không hạnh phúc ở Fenerbahce. Cụ thể là không hài lòng với huấn luyện viên Victor Pereira. Theo AS, tiền vệ người Đức không hiểu vì sao anh không được đá trọn vẹn 90 phút ở những trận đấu gần đây dù không gặp bất kỳ chấn thương nào. Federico Chiesa bị đứt dây chằng chéo trước sau trận đấu gặp Roma và phải lên bàn phẫu thuật. Tiền đạo người Ý sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải này và đẩy Juventus cũng như đội tuyển Italia vào thế khó khăn. Hiện tại, Juventus vẫn đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Từ đầu mùa, Chiesa đã có cho mình 4 bàn và 4 kiến tạo sau 18 trận ra sân. Trong khi đó, Ý sẽ phải đọc playoff tranh vé giữa World Cup 2022 cùng nhau đấu với Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia. Tại Euro 2020, Chiesa được niềm cảm hứng trên hàng công giúp Algeria giành chức vô địch. Câu lạc bộ Daejeon Citizen của Hàn Quốc đang đàm phán mượn Văn Thanh của Hoàng Gia Lai trong mùa giải 2022. Daejeon Citizen muốn hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này trước ngày khởi tranh mùa giải mới ngày 26 tháng 2. Về phía câu lạc bộ của Việt Nam, Bảo Đức luôn tạo điều kiện để các cầu thủ của mình có thể có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Vì vậy, ông chủ của Hoàng Gia Lai sẵn sàng để Văn Thanh sang Daejeon Citizen theo dạng cho mượn 1 năm. Daejeon Citizen là một trong những đội bóng mạnh nhất ở giải hạng 2 Hàn Quốc. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, Văn Thanh nhiều khả năng sẽ cập bến Daejeon Citizen sau khi kết thúc hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Úc và Trung Quốc.